Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại với lớp học Photoshop Và tiếp theo cái chuỗi học Photoshop qua bài tập Hôm nay chúng ta sẽ có một cái bài tập rất là sáng tạo và trông nó sẽ rất là đẹp ở đây Thứ nhất, ở trong phần bài tập này nó sẽ có một số cái thành phần mà tôi sẽ không làm chi tiết nữa Đấy là ví dụ như việc cắt cái tòa nhà này ra Hoặc là gắn thêm các cái chú chim này Thì các bạn cũng có thể đã sử dụng và làm việc được nó khi mà đã xem kỹ trước các bài tập khác Liên quan đến việc tạo vùng chọn và cắt ghép tách các layer ra và với cái bài tập ngày hôm nay chúng ta sẽ xử lý những cái phần còn lại mà chúng ta có thể quan sát ở trên này nó sẽ phức tạp hơn so với bình thường một chút ví dụ như cặp đôi ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần chân tay quần áo thì nó đã khá là rõ nét thì chúng ta có thể sử dụng các công cụ vùng chọn hoặc là cao cấp hơn là chúng ta sử dụng công cụ pen để tách nó ra được nhưng mà chúng ta sẽ có một cái phần là phần tóc thì chúng ta nhìn thấy các cái cộng tóc và các cái lọn tóc ở đây thì rõ ràng là nếu như chỉ sử dụng các công cụ vùng chọn như bình thường và thậm chí là công cụ pen À, các bạn sẽ mất rất nhiều thời gian và thậm chí là rất khó để có thể xử lý được nó. cái thứ, thứ hai nữa là để cho cái phần uh, file thiết kế của chúng ta nó sẽ được đẹp và sáng tạo hơn một chút thì chúng ta lưu ý là ở đây tôi có tạo ra những cái ánh sáng giả mặt trời để nó có cái sự hút và nó tạo như cái sự tập trung khi mà những chú chim hoặc là đôi nhân vật này đang hướng về bằng cái cách là tạo những cái đối tượng như thế này. thì hôm nay chúng ta sẽ cùng học cái cách để làm được hai cái phần đấy. trước hết là chúng ta sẽ xử lý liên quan đối tượng hai nhân vật này. Các bạn lưu ý là ở đây là tôi đã tạo sẵn cho các bạn một cái nền trắng nên là thường là cái công việc của chúng ta nó khá là dễ dàng rồi. Nhưng mà tất nhiên sau này là vào công việc thực tế thì thậm chí là các nhân vật này nó không phải được chụp ở trong studio mà nó có thể chụp ở ngoài trời. Thì các bạn cũng cố gắng rèn luyện lại các công cụ liên quan đến Selection và phần Pen để được tốt hơn nhé. À, ở bài này thì vì chúng ta đã có cái nền trắng nó khá là rõ rồi thì chúng ta đầu tiên nhân bản một cái file lên và giữ lại cái file gốc để chúng ta sẽ làm việc bằng cái lệnh là Ctrl Z chúng ta có thể sử dụng Magic Wand nhanh chóng để chúng ta có thể tách được cái phần nhân vật này ra Chúng ta lưu ý là chúng ta có thể giảm các cái thông số để nó không bị ảnh hưởng vào bên trong các bạn lưu ý là khi mà mình chọn cái thông số như thế này rồi thì chúng ta sẽ thấy là cơ bản chúng ta đã tách được cái đối tượng ra chúng ta lưu ý nhé, ở đây là do là mình đã tạo một cái nền trắng nên chúng ta mới dùng công cụ này thôi trong thực tế thì tất cả những chỗ liên quan đến tay chân quần áo như này đặc biệt với đối tượng người thì các bạn nên sử dụng công cụ pen để xử lý nó sau khi làm xong cái này thì chúng ta sẽ tạm thời Ctrl-Z ra. À quên mất là vì chúng ta đang chọn cái vùng màu trắng và bây giờ muốn tách được nhân vật ra thì chúng ta phải vào Select. Chúng ta Invert để đảo ngược vùng chọn đó đúng không? Khi chúng ta đảo ngược được vùng chọn nghĩa là nó sẽ chọn những cái đối tượng liên quan đến nhân vật. Và chúng ta có thể là Ctrl-Z và chúng ta sẽ tách được cái nhân vật này ra. Sau khi tách được nhân vật này ra rồi thì chúng ta sẽ có thể để tạo một cái nền một cái layer và chúng ta để tạo cái nền đen để các bạn sẽ quan sát được xem là cái nhân vật của chúng ta nó đang còn cần xử lý cái gì. ở đây chúng ta sẽ đổ màu đen vào. ở đây thì mình đã tạo ra một cái nền màu đen để chúng ta có thể thấy được rõ là các cái đối tượng nó đang còn một số cái thiếu sót ở phần tóc và chúng ta sẽ cần phải khử hết những cái màu trắng này đi để giữ lại được các chi tiết của phần tóc và đưa được vào cái file thiết kế của mình. thế thì bước thứ nhất là chúng ta sẽ phải giữ cân chôn để lấy lại vùng chọn của đối tượng sau đấy chúng ta sẽ vào phần select trong phần select này chúng ta sẽ lựa chọn một công cụ có tên là select and mask đây là một cái công cụ mới trong phần mềm photoshop à, trước đây thì cũng có cái công cụ ở ngay cái chỗ này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có tên là refine thì về cơ bản đây chỉ là một bản nâng cấp của công cụ đấy thôi chúng ta click vào thì khi mà chúng ta tạo vùng chọn ở ngoài kia thì kích vào đây chúng ta cũng sẽ thấy là đối tượng nó cũng sẽ được lựa chọn lại ở phần view này chúng ta sẽ có rất nhiều cái chế độ để chúng ta sẽ xem ví dụ như là chúng ta sẽ có cái chế độ overlay nghĩa là có một cái phần nền ở đây chúng ta thấy cái nền đỏ nó gắt quá thì hoàn toàn chúng ta cũng có thể chuyển sang một số cái nền khác để chúng ta sẽ thích hơn theo cái mắt nhìn của chúng ta thôi chúng ta cũng có thể chuyển sang dạng black and white để nó lấy được hai cái vùng trắng đen hoặc là chỉ là những cái lệnh như thế này thế thì chúng ta sẽ để về cái chế độ overlay để chúng ta sẽ phân biệt và tách biệt được rõ nhất cái phần tóc với cái phần nền để chúng ta sẽ làm tiếp sau khi chúng ta lựa chọn công cụ này xong thì các bạn lưu ý là bên này nó sẽ có những cái bảng tính năng của chúng ta. Đầu tiên là cái phần quick selection, nghĩa là trong trường hợp bước 1 lúc nãy mà chúng ta chưa chọn vùng chọn ấy thì chúng ta có thể sử dụng quick selection để chúng ta tạo lại vùng chọn và nó hiển thị cái nhân vật lên như này. Các bạn lưu ý là với cái công cụ này thì chúng ta có thể chọn những cái nhóm ví dụ như là zoom tool hoặc là hand tool ở đây để chúng ta có thể là sẽ di chuyển hoặc là phóng to cái đối tượng đến cái nơi mà chúng ta cần xử lý. À, sau đấy là chúng ta sẽ sử dụng sang cái công cụ nó có tên gọi là Refi Brush Tool ở đây. Chúng ta đầu tiên phải điều chỉnh được cái đầu bút xem là nó sẽ phù hợp so với cái đối tượng chúng ta như thế nào. Có thể phóng to hoặc thu nhỏ cái đầu bút này ở cái chế độ size. Ở cái chế độ Hardness nó chính là cái việc mà chúng ta sẽ nhìn cái đầu bút đây này, này. Khi mà để 100 thì cái đầu bút nó sẽ rất là sắc. Nhưng mà khi chúng ta giảm đi thì cái đầu bút của chúng ta nó sẽ được nhòe dần về phía đầu. Thì chúng ta để khoảng ở giữa là hợp lý. À, ngoài ra sau khi mà các bạn chọn xong rồi thì chúng ta sẽ cầm và chúng ta sẽ tô trực tiếp lên trên cái đối tượng của chúng ta thì các bạn thấy là khi mà tôi tô đến đâu thì gần như cái vùng màu trắng nó sẽ được khử đến đấy chúng ta lưu ý là chúng ta chỉ cần tô hoặc chúng ta click click vào nhẹ nhàng thì nó sẽ khử cho màu trắng của chúng ta đi chúng ta lưu ý là chúng ta chỉ xử lý trên cái phần tóc này thôi hạn chế động vào cái phần nhân vật chúng ta thấy là rất nhanh chóng tôi đã có thể khử được các cái phùng màu trắng ở đây và các bạn sẽ nhìn thấy là phần mềm nó sẽ tự động tính toán nó tạo ra một cái giao điểm ở bên ngoài đây chúng ta sẽ còn một chút cái phần trắng ở đây mình tận dụng công cụ này để mình xử lý cái chỗ cổ này cũng được không vấn đề gì cả sau khi làm xong thì chúng ta lưu ý là ở cái phần output setting này sẽ có rất nhiều cái chế độ cho chúng ta thì hôm nay nó chỉ là một cái bài tập cơ bản thì mình sẽ chưa hướng dẫn các cái phần này phần này sẽ dành cho cái sự nâng cao với cái phần cơ bản này các bạn chỉ cần chọn phần selection và với cái phần selection này thì chúng ta ấn nút ok nó sẽ tự động tạo ra cho chúng ta một cái vùng chọn và với cái vùng chọn này chúng ta lại căn chôn di ra một cái lần nữa thì nó sẽ tách được cái đối tượng tóc của chúng ta ra chúng ta sẽ nhìn ở đây cái đối tượng tóc của chúng ta nó đã được tách ra khỏi cái vùng trắng của chúng ta rồi và chúng ta khi phóng to thu nhỏ chúng ta nhìn cái hiệu quả nó khá là hợp lý so với cái mình đang cần sau khi làm trong cái layer này thì chúng ta có thể lựa chọn là phím lựa chọn layer này Ctrl C và chuyển sang cái giao diện làm việc của cái file thiết kế của chúng ta chúng ta có thể tạm thời tắt cái đối tượng ở đây đi chúng ta sẽ Ctrl V Ctrl V này chúng ta vừa đưa được chính cái đối tượng mà mình vừa mới tạo ở bên kia vào bên trong cái bài của mình việc còn lại của chúng ta đơn giản thôi đấy là chúng ta lựa chọn phím Ctrl T để chúng ta có thể là dễ dàng kéo và sắp xếp được cái đối tượng một cách phù hợp. Các bạn lưu ý là với cái công cụ vừa rồi thì chúng ta chỉ sử dụng nó trong trường hợp là các bạn muốn tách nhanh các cái phần tóc nhưng mà chúng ta không cần ở mức độ quá chi tiết nhé. Còn tất nhiên sau này vào phần bài tập nâng cao thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách chi tiết và hiệu quả hơn rất là nhiều nữa. Thậm chí từng cái cộng tóc, từng cái sợi tóc nó rơi ra chúng ta vẫn có thể làm lại. Phần tiếp theo của bài học đấy là chúng ta sẽ xử lý cái ánh sáng mặt trời nó được giả tạo như ở đây. Thế thì để làm được cái phần này thì các bạn lưu ý là chúng ta nhớ rằng ở đây chúng ta đang chưa có, giả sử chúng ta đang chưa có bất kỳ một cái layer nào ở đây liên quan đến mặt trời cả. Tất cả những cái layer ở đây thì đều liên quan đến nền, liên quan đến nhà, đến người. Thì muốn tạo được cái mặt trời thì trước mắt là mình cứ phải tạo cho nó một cái layer mới đã. Ở cái phần layer mới này chúng ta có thể đặt tên để chúng ta sẽ quan sát cho nó tốt hơn. Trước tiên là chúng ta sẽ phải chọn cái phần màu sắc là màu đen, các bạn lưu ý là chúng ta phải ở chế độ là đen 100%. Sau khi chúng ta đen như thế này rồi thì chúng ta có thể là sẽ sử dụng một cái phím gọi là đổ màu, chúng ta sẽ đổ màu cho cái đối tượng mà chúng ta vừa mới lựa chọn. Khi các bạn đổ màu được cái phần này rồi thì chúng ta lưu ý rằng có một cái lớp đen như này. Thì ở trong phần filter và trong phần render nó sẽ có một cái lệnh gọi là lens flare. Cái lệnh này là cái lệnh mà giúp chúng ta tạo ra những cái ánh sáng như các bạn đang nhìn thấy ở đây. Chúng ta có thể thay đổi các cái chế độ ánh sáng để lựa chọn cái nào nó phù hợp hơn. Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn cái ánh sáng trắng này. Vì là cái phần thiết kế của chúng ta nó đang khá là sáng và trắng. Và chúng ta sẽ ấn nút OK. Chúng ta có thể điều chỉnh các cái độ sáng ở đây nhé. Nhưng mà thông thường thì chúng ta chỉ cần để nó khoảng từ 100 thôi. Chúng ta sẽ OK. Khi mà chúng ta làm xong cái phần này thì các bạn sẽ thấy này. Là cái bức ảnh của chúng ta ấy, nó thứ nhất là cái phần ánh sáng nó ở góc thì các bạn cũng có thể cầm và kéo nó lên đây và chúng ta đã làm được một phần việc của mình rồi việc còn lại là chúng ta cũng đã từng học qua các chế độ hòa trộn thì các bạn sẽ biết là ở trong phần layer này nó sẽ có một cái phần làm việc liên quan đến chế độ hòa trộn ở đây để hiểu rõ hơn về các cái chế độ hòa trộn này thì chúng ta vẫn sẽ có một cái bài riêng biệt sau. Chúng ta sẽ lựa chọn các cái nhóm, ví dụ như là nhóm cần này nó sẽ giúp cho chúng ta khử được các cái màu trắng ở trong cái phần layer mà chúng ta đang lựa chọn. Ngay dưới cái việc khử trắng nó sẽ có một cái nhóm gọi là khử đen. Thì các bạn sẽ nhìn thấy đây. Ví dụ như ở trường hợp này thì chúng ta sẽ lựa chọn cái vùng hòa trộn kiểu dạng screen thì gần như nó sẽ khử được cái màu đen của chúng ta đi và chúng ta nhìn thấy nó chỉ còn cái bóng sáng mặt trời và những cái bóng ở đây thôi. Một số bạn sẽ bảo là thầy ơi thầy thầy, em thấy là cái phần mặt trời này của thầy đang chưa đủ rực rỡ lắm thì chúng ta có một cách rất là tiểu xào đấy là chúng ta cũng có thể lựa chọn chính cái mặt trời này chúng ta sẽ cân chôn di để chúng ta sẽ tạo thêm một cái lớp layer mới nữa và khi các bạn biết là hai cái lớp layer nó được chồng lên nhau thì nó sẽ tàng tăng cái hiệu quả của cái phần ánh sáng ở đây lên thế là với những cái thao tác rất đơn giản chúng ta đã làm xong cái bài tập ngày hôm nay của chúng ta với cái hai cái thao tác chính đấy là tách tóc cơ bản và tạo ánh sáng giả mặt trời và với thêm các cái kỹ thuật về việc uh, cắt ghép đối tượng nữa thì các bạn cố gắng sẽ hoàn thiện cái bài tập này đây là một cái bài tập rất là thực tế và các cái thiết kế nó đã, đã bắt đầu giúp cho chúng ta mường tượng hơn về cái việc sắp xếp và tạo thành các bố cục ví dụ như sau này cái khoảng trời này chúng ta chỉ cần thêm phần chữ và thêm thông tin thôi là các bạn có thể ứng dụng được cái thiết kế này vào trong thực tế xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái bài tập tiếp theo